chuẩn bị bác ơi, gia đình cháu đã kiếm vĩ tình cảm hàng xóm nhà đối diện với gia đình bác trở về. Ngày hôm nay đây thì các cháu đã khôn lớn trưởng thành thì cả rồi. Ông ơi, công ông thì vất vả, còn thì khắc ghi. Nội ơi, các cháu đâu đã báo đáp đền được gì cho ông ơi. Đâu đã báo đáp đền được gì cho ông ơi. Dù chỉ là một chút mảnh mảnh may. Ông ơi, thì ngày hôm nay ông đã nhắm mắt xuôi tay. Chút yêu đã cuối cùng rồi. Ông nội ơi, để cho cháu là đức là trăm là hạnh để quần quần đau biết nhầm người nào. Ông ơi, chức phong ninh của nội đây, các cháu biết nói làm sao để cho đủ cho đầy. Giờ phút thì chia đi cho đau lòng. Gọi nội đó đôi nội, nội ở nơi họ đâu. Trước bàn thờ nước nghe má chào rơi. Lòng nghe ra đớn thương. Còn thì sáng nay buổi sáng quấy cùng nghe. Làm mà đấy thì trong đêm mai ấm gia đình thì chiều ông ấy phải nên là được mà ông đi họ xa. Vong linh hương hồn ông ơi đang ở trước linh thang thắp đèn tâm nhang để rồi khóc gọi hồn ông đây. Chiều nay ông đã đi rồi bỏ con bỏ cháu ông về ngoại âm. Đau xót đi đầy vơi. Con ấy khóc đi gọi ông giờ đây ông ở nơi nào. Ông có nghe thấy càng gọi càng thương. Ông nội ơi, ông về với các cháu đi, ông đừng đi nữa ông ơi. Ông đừng đi nữa ông nội ơi. Ông đi thì yên phận của mình rồi. Ông để nhớ để thương, biết tới bao giờ cho cháu nay đã quên đi. Ông nghe nội ơi,
ba cháu xin đi được chớp tay. Chấp đi này muốn đi nghìn lần, ông ra đi về nơi suối vàng, cầu cho ông siêu thoát độ trì, cho ba cháu trên đời luôn đi được bình an. Biệt phòng hình ông trung giám độ trì cho ba cháu nội trên đời mạnh khỏe bình an ông ơi. Lễ viếng lòng thành về trước linh sàng là của các con các cháu rồi anh em họ hàng nề ở quê hương hải dương nghi nhận được tin buồn nề. Vong linh hương hồn cổ Trần Minh Khanh ơi, nhận được tin buồn ngày đây có các cháu ở quê hương hải dương nghi trở về, thắp đèn tâm nhang đôi lời than khóc gọi cổ trước ngờ cổ đi xa. Mong ma linh nghĩ cổ ơi, thắp đi đèn hương thơm đi khóc ngoài đôi lời, cổ nằm đây sao mà hải dương đường xa trở về đây xin đi được chớp tay, cầu cho cô về nơi bạn nghỉ mộ phần. Ôi cô ơi khuôn đi thương nay về, chờ chia chung đi giả mơ đổ chỉ cho các cháu quê hải dương nghe trên đời luôn đi được bình an. Trên lời cảm ơn của gia đình tăng chủ, xin mời cộng các bà nuôi chân về nơi đất tiếp của gia đình uống nước chư bần cùng tăng quyến gia đình cảm ơn. Con trai của cha, gia đình con trai cả của cha đây, cha ơi con gọi cha, các cháu đều gọi ông. Cha ơi, cha nằm đó, cha có nghe đến tiếng thay lời của gia đình thì con trai dâu cả không ngờ. Cha, các cháu gọi ông ý, giờ phút chia ly bình biệt từ nay thì đây. Cha ơi, con nỗi đau xót nào bằng nỗi đau ngày hôm nay. Cha ra đi thì vợ chồng con ôm đau mệt mỏi vì điều kiện sức khỏe mà đâu về chịu tăng cha được. Chỉ có các cháu về thay mặt cho các con báo hiếu cha. Cha ơi, mong cha thứ nỗi thứ tình vợ chồng trai dâu cả. Cha ơi, cha bỏ đi đâu để ngày một ngày hai con khỏe mạnh thì con về với cha. Cha ơi, năm mồ kia thì xanh cỏ mất rồi, chỉ còn thấy anh tay hình này.
con biết tìm cha ở nơi đâu. Cha thương ơi, nghĩa mẹ công cha đi trời cao biển rộng sông dài. Tôi đã bao đáp được gì, ngày hôm nay cha đã vội xa địa cõi thế hở ra. Con mới về đây để rồi thắp cho cha tuần hương ly biệt, cũng là phần nào để báo đáp đền ơn đi công lao của cha vất vả tám ngày. Cha ơi, những vợ chồng mong sao, vợ chồng con thì mong sao, cha nên tôi hiểu đổi đi lòng. Cha thứ lỗi thứ tình cho vợ chồng con trai đâu cả trong nhà, con đang ôm đau mệt mỏi trong người. Cha ơi, rồi chiều hôm nay đây đưa tiền cha rồi, con biết lấy gì con đáp đền công lao. Trái dâu cả của cha lòng nghe xót đi dạ, biết cầu cho cha được an nghỉ nơi bình hằng, nơi chốn mộ Phật cha an giấc nghìn niên. Ngồi mong cha chứng tâm chứng giám độ trì vẫn là trai sâu cả trên đời cha ơi. Dâng lễ vào chức linh sàng viếng con linh cổ chức. Than tiếng khóc lúc này đấy, dòng tình cảm của gia đình, con trai con dâu út trong nhà, con nãy tiếp lời than khóc gọi hồn cha. Cha ơi, cha bỏ các con đi, cha đi đâu như thế này. Vợ chồng trai dâu út con đây cùng với các cháu ngậm ngùi xót xa. Cha ơi, các con thì vẫn biết rằng lá vàng thì phải dùng về cội, ấy là quy luật của tạo hóa xoay vòng. Cha ơi, nhưng vợ chồng con lại thương rằng sức yếu tuổi già. Cha ơi, cha ra chiếu đất nằm đồng dầu dại gió mưa chỉ có một mình.
Cha ơi, rồi biết lấy ai là người để rồi sớm chiều chăm sóc cho cha, ai là người để rồi cơm nước áo quần, rồi ai nâng cha dậy đỡ cha nằm những lúc cha ôm cha đau, cha mệt mỏi trong người. Cha ơi, vợ chồng trai dâu út con về đây xin bày tỏ có đôi lời. Ôi cha ơi, gọi cha đây mà, cha nằm đây với xác không hồn về, với xác không nghi hồn là giấc ngủ nam. Lúc nào cha bảo rằng cha thương vợ chồng người con, bảo rằng đã thương vợ chồng con đi. Dầu là con út khó, là con út cha mẹ sinh ra, trời ngày hôm nay cha ra đi, vợ chồng con đi đâu đã báo đáp đền làm gì cho cha, dù chỉ là một chút mảnh nợ may. Cha ơi, thương cha nhưng biết làm sao, sinh ni tử hoa mà trời. Ôi cha ơi, đưa cha ra đi về nơi vĩnh ni hằng, cầu cho cha siêu thoát nay nhẹ nhàng, chúc nghe giám độ chỉ cho gia đình đi con. Gia đình con là trai du út mấy lời thương cha, cha chứng giám độ chỉ cho gia đình con trên đời cha ơi. Xin mời lễ viếng tiếp theo của gia đình cháu Lâm Huệ và cháu Lợi Định dâng lễ vào trong linh sàng viếng cụ. Xin lời cảm ơn của gia đình sau khi làm lễ thắp hương xong, xin mời quý vị đưa chân về đón tiếp của gia đình uống nước quần tăng quyến. Cảm ơn của gia đình, xin mời quý vị đưa chân về đón tiếp nước quần tăng quyến. Vợ chồng con là trai dâu thứ hai của cha, cha ơi, vợ chồng con đi là trai dâu thứ hai, các con gọi cha, các cháu thì gọi ông. Cha ơi, trong buổi sáng ban mai này, cha có biết gì không? Còn có cha là niềm tin yêu. Cha ơi, cha là chỗ dựa tinh thần này cho cháu, cho con.
để sớm tối đi về có cha ở đời. Các con kính, các con thương, cha ơi những ai ngờ đâu ngày hôm nay, ngày hôm nay đây thì bật đồi sao dài. Cha ơi, cha ra đi bỏ con trai con dâu thứ hai cùng người cháu nội, cha về nơi bình hằng. Ôi cha ơi, có nghe thấy nào? Này gia đình thì khó tương nghe gõ hỏi đôi lời bên hờ cha không linh hương hồn cha ơi biết kể làm sao biết nói làm sao cho đủ cho âm dương đã cách biệt đôi đường. Cha ơi, thương rằng cả một cuộc đời cha đã vất vả gian của cha thì đã khôn lớn đi trưởng thành, danh ngai phần lấy đủ đầy, cha lại bỏ đi đâu? Để lòng già cháu con này phải hiếu hoan, còn nước còn non đi cha ơi, còn người còn cảnh cha thời đi đâu? Để từ nay trở đi chẳng còn con cha là niềm tin yêu, chẳng còn bóng cả cây cao trên cõi đời này. Cha ơi, gia đình con trai dâu thứ hai con ngập ngồi thương cha, thương cha lắm mà chẳng biết nói làm sao, biết kể làm sao để tôi với đi được nỗi buồn này. Cho cháu cho con đi, xin đi được chắp tay, chắp mi đầy cho muôn nghìn lần. Ôi cha ơi, đôi cha ra đi cầu cho cha về nơi an nghỉ. Gia đình con trai dâu thứ hai trên đời mạnh khỏe bình an cha ơi.
trên đây cả... Cảm ơn của gia đình xin mời bác nó chân về rất tiếp nước vận tăng quyền.